Ngày 10 tháng 11, Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, Tiến sĩ Hội Thánh, năm 400-461. Ý thức được tầm quan trọng của vị giám mục Roma và của giáo hội lữ hành như dấu chỉ sự hiện diện của Đức Kitô trong trần thế, Thánh Leo Cả đã hết sức tận tụy trong vai trò của một giáo hoàng. Sinh năm 400 tại Nutcansi, nước Ý, Ngài là đại phó tế và phụ tá của giáo đoàn Roma, một chức vụ quan trọng đại diện Đức Thánh Cha trong các công việc hành chánh. Được chọn làm giáo hoàng thứ 45 kế vị Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 9 năm 440. Ngài làm việc không ngừng hướng dẫn các giám mục dưới quyền như những người ngang hàng về quyền bính cũng như sự yếu đuối của con người. Thánh Leo thứ nhất nổi tiếng là một trong các giáo hoàng giỏi về quản trị trong thời giáo hội xưa. Sự nghiệp của Ngài được chia làm 4 lĩnh vực chính, chứng tỏ Ngài có cái nhìn chính xác về trách nhiệm tổng quát của một giáo hoàng đối với đoàn chiên của Đức Kitô. Thứ nhất, Ngài kiên trì chống bè rối Pelagian, Menike và các bè rối khác. Ngoài ra, Ngài cũng áp đặt các quy luật để duy trì sự chân thực của đức tin Kitô giáo. Lĩnh vực thứ hai mà Ngài lưu tâm là sự mâu thuẫn với giáo hội Đông Phương về bản tính của Đức Kitô mà Ngài đã giải quyết bằng thư từ. Thứ ba, với đức tin mạnh mẽ, Ngài còn lãnh đạo Roma chống lại sự tấn công của quân man rợ, xứng đáng với vai trò bảo vệ hòa bình. Ngài triệu tập công đồng chung năm 541 tại Chalcedon với sự tham dự của hơn 630 giám mục để công bố về giáo lý song tính của Chúa Kitô. Sự nghiệp của Thánh Leo Cả luôn được đề cao trong ba lĩnh vực này. Ngoài ra, sự thánh thiện của Ngài dựa trên nền tảng tinh thần sâu xa mà qua đó Ngài thi hành công tác phục vụ cho đoàn chiên là lĩnh vực thứ tư mà Ngài hằng lưu tâm. Ngài nổi tiếng về những bài giảng thật sâu sắc, là một khí cụ mời gọi mọi người nên thánh, được thấm nhuần phúc âm và luôn ý thức đến giáo hội. Thánh Leo Cả đã đáp ứng được những nhu cầu tinh thần của tín hữu thời ấy. Ngài từ trần ngày 11 tháng 4 năm 461 tại Roma, để lại nhiều văn bản và thư từ có giá trị lịch sử. Cùng với Đức Gregory thứ nhất, Ngài được lịch sử gọi là giáo hoàng cả vì có công lớn trong việc gìn giữ sự hiệp nhất trong giáo hội. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 14 đã tuyên xưng Thánh giáo hoàng Leo Cả là tiến sĩ hội thánh ngày 15 tháng 10 năm 1754. Lời bàn. Khi có những chỉ trích về cơ cấu giáo hội, thì chúng ta cũng được nghe nói rằng các giám mục linh mục, có thể nói tất cả chúng ta, đã quá bận tâm với kiểu cách hành chính theo thói đời. Đức giáo hoàng Leo Cả là gương mẫu của một người quản trị biết dùng tài năng của Ngài trong các lĩnh vực mà cơ cấu và tinh thần không thể tách biệt. Đó là vấn đề giáo lý, công việc mục vụ và sự hài hòa. Ngài tránh cảnh đi trên mây, sống mà không có thân xác, nhưng Ngài cũng tránh cảnh quá thực tế, chỉ lo cho những sự bề ngoài.